khu ẩm thực, chợ quê, dưa cánh đồng, ăn nhất, địa chỉ, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Chợ quê An Nhất là một cái chợ quê mới được mở lại ở Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Chợ được mở kế bên một cái cánh đồng lúa đang chín luôn, đẹp và yên bình dữ lắm. Lúa đang tới mùa chín hết rồi nên là có đi thì tranh thủ nha mọi người. Đồ ăn thì mình thấy cũng đa dạng lắm, mặn ngọt có đủ, từ ăn nhẹ cho tới ăn no luôn. Nếu mà thích ăn mềm mềm thì nhận được xin cái trái này được. Nhà thăm em tôi bao ngày tháng ngóng trông chờ. Xuống đây là có một cánh đồng lúa rất là đẹp, mọi người nhớ chụp hình nha, như mấy cô chú anh chị kia nha. Dạ anh cô. Ở đây có quầy cho thuê quần áo để chụp hình luôn á mọi người. Ngày anh ra đi khi chiều xuống sông nước. Thật ra thì chợ này có dạng là mọi người sẽ đi trải nghiệm cho biết, bởi vì thật ra có cái cánh đồng kế bên này là nó thú vị. Chứ gọi là đồ ăn mà gọi là để đặc trưng vùng miền thì mình thấy nó cũng không có nhiều món đặc trưng lắm. Hộp này 15.000, thơm, bùi, béo, ngọt ngọt nhẹ nữa. Hèn gì cái quầy khoai mì này quá trời người chờ xếp hàng để mua. Vẫn còn dòng đời bên nước cây đa, nỗi nhớ qua xuôi ngàn lời yêu thương thiết tha, chiều quê đẹp quá. Mỗi gian hàng đều sẽ có chỗ đổ rác nên là ăn uống xong vứt đúng chỗ nha mọi người, cho nó gọn gàng sạch sẽ. Mà chiều buông xuống đêm trăng lên, tắm mướn lá dừa bờ dầu nỗi nhớ không quên. Mãi mãi bên đời là tình yêu không. Cái chợ quê này lạ đời lắm nha, có bán cơm tấm, cơm chiên, mì xào, bún đậu, mắm tôm nữa. Nên là có lỡ mà đói bụng hay là cần ăn no gì đó thì cứ vô tư đi nha. Đây thì đa phần sẽ là hàu hấp. Nói chung là mấy món ốc ở gần biển mà, hàu hấp, ốc rồi này nọ. Còn lại thì sẽ là cá viên chiên hay là cơm chiên, mì xào các kiểu thôi. Cũng đơn giản, nói chung là hãy đi tới đây với một tâm thế là trải nghiệm vui vẻ. Chứ đừng có kiểu là trông chờ sẽ ăn được cái gì đó quá là xa hoa hay là kiểu là lắm. Không có đâu nha. Trời ơi, cái này mà cuối tuần là chắc nông nhẹt luôn. Hồi nãy 4 giờ thấy còn nắng tưởng có ai, xong bây giờ 4 rưỡi 5 giờ một cái là nông nhẹt luôn nha mọi người. Nên là tranh thủ chờ đây đang hot lắm. Ta nghe luôn xeo trên đồng về thăm quê. Đồ ăn thì có thể chưa xuất sắc nhưng mà trải nghiệm này vẫn thấy xứng đáng. Nhớ là đi sớm để sống ảo với lại cánh đồng lúa giống như